Đây là một buổi tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội huyện Sapa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sapa tổ chức tại xã Kim Tân. Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội huyện đã tuyên truyền về những vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là những lợi ích của bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với việc ổn định đời sống đã được truyền tải chi tiết đến với người dân và hội viên phụ nữ tại địa phương. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội còn tới thăm một số gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn để tuyên truyền trực tiếp và tư vấn về một số hình thức mua thẻ bảo hiểm y tế phù hợp. Nghe thấy mấy người về tuyên truyền cái bảo hiểm y tế đấy thì em cũng thấy nghe thấy cũng có lợi ích cho gia đình. Gia đình em là có 4 người mà bữa nay thì em thấy có lợi ích gia đình là em cũng mua luôn, và sau này có cái bảo hiểm tự nguyện thì em nghe thấy cũng tuyên truyền mà có xác định vài tháng tới em cũng mua và cố gắng để mua. Năm 2023 thì thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và một số cơ quan ban ngành của địa phương, trong đó là đặc biệt là hội phụ nữ có xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên hội phụ nữ trên địa bàn 9 xã. Đến nay đã thực hiện được 6 xã, 6 trên 9 xã. Thì trong thời gian vừa qua thì nói chung, nhìn chung thì về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình thì người dân thì tích cực tham gia nhiều hơn so với cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vì về chính sách bảo hiểm tự nguyện thì người dân, một số người dân thì về cái điều kiện kinh tế cũng như thu nhập thường xuyên họ không đảm bảo về cái mức đóng, do đó nên người dân cũng ít tham gia về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hơn. Vì vậy là trong cái thực hiện cái nghị quyết 48 của Hội đồng Nhân dân tỉnh có hỗ trợ về một phần kinh phí để cho một phần kinh phí để người dân tham gia bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp. Không chỉ riêng huyện Sapa, nhiều hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã thành lập mô hình phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Hờ Rú, huyện Chư Pứ. Từ khi thành lập mô hình đến nay, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn cách thức tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt, các hình thức có thể tham gia bảo hiểm y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn vận động chị em góp tiền để hàng tháng bình xét mua bảo hiểm y tế xoay vòng cho các thành viên trong nhóm nói riêng và gia đình nói chung. Nhờ vậy, đến nay, 11 thành viên trong mô hình đều đã tham gia bảo hiểm y tế cho bản thân và một số thành viên trong gia đình. Vừa trước em có sỏi thận, chưa có thẻ bảo hiểm, em chưa tham gia mua, lại em nằm bệnh viện có 2 đêm lại mất 2,7 triệu. Giờ thì em có thẻ bảo hiểm thì không mất tiền lợi cho mình và cả gia đình và lợi cho người dân nữa. Tháng 9 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức ra mắt mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình. Đầu năm 2023, ngoài cái mô hình đã tham gia mua, trong mô hình là tuyên truyền cho các hộ khác, là đến nay là đã có hơn 40 hộ đã tham gia mua. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chỉ đạo cho 9 trên 9 chi hội trưởng tích cực tuyên truyền và phối hợp với hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho hộ gia đình, hội viên phụ nữ nói riêng, hộ dân nói chung. Hiện nay, 10 trên 17 hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện có chi hội thành lập được mô hình phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, cũng như triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn. Qua những buổi sinh hoạt lồng ghép với tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, hội viên và người dân trong việc thực hành tiết kiệm để mua bảo hiểm y tế. Gia đình lúc đầu là tham gia mua cho mẹ, xong rồi đầu năm 2023 thì mua cho 3 người. Ý là em và chồng với mẹ, gia đình tiết kiệm, ý là gom lại thì chuẩn bị đầu tháng mua, thì bảo hiểm thì cứ đầu tháng mua thì cả năm mình dùng. Góp tiền 40.000 để 6 tháng mua bảo hiểm cho 3 người, mẹ và 2 vợ chồng. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, đến nay toàn tỉnh có 87% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89% dân số. Để có thể đạt được chỉ tiêu quan trọng này, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền và tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi không may bị đau ốm, tai nạn.